Wow, bữa nay ăn ổ bánh hay cả nhà cùng mình ăn ổ bánh nghe không? Gia đình mình ăn ổ bánh nè. Bông súng đâu rồi Con súng con quăng mất tiêu rồi. rồi cha kêu con lập con súng rồi ăn ổ bánh, con quăng sao mà ăn? Trời ơi, cũng tại con chó không đó. Tự nhiên cái hồi nãy á, nó đi vô nó ngồi ngay đó, nó xì hơi cái thúi gần chết, sao con chịu nổi. Rồi nó xì hơi cỡ nó mất mới con đổ vợ gỗ con súng của cha vậy. Rồi cho lấy gì ăn trời. Từ từ con chưa nói nè, mình nó có hai cái lỗ mũi là mình chịu không nổi, còn cái cọng bông súng này cả chục cái lỗ luôn, sao mình chịu nổi được. Thua tao cũng bó tay mày luôn.